Ba con chị đi con. Bác sĩ ơi, nếu chị chị cũng bảo bột thì về đây phải tháo luôn này. Nếu họ bột thì về về tháo luôn. Vâng, con tháo được mà. Vâng. Thì bác con làm. Năm nay bác bao tuổi rồi? Bác ơi, sao mấy rồi? Tôi ạ. Không, bác bị 42. Chấn thương khớp gối nhá. Này này, về mấy hôm là tràn dịch. Chàng 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 thì nhẹ mà vì chấn thương khớp gối với cả giãn cái xương thuyền với ra xương thuyền thôi. Một tuần đi được thì tốt quá, không có ngủ một chỗ buồn lắm này. Năm hôm nay mùng 10 Tết kiêng như gái đĩa thì như gái đĩa đây mất mấy ngày đầu cháu kiêng được đúng 10 ngày xong rồi cứ lên sơn đội nó đi sang mà ngoại chơi. Bùi bà Lợi bán rau vào tâm sự. Làm cái đó nó buồn chán. Nhưng mà nhiều đứa nó cứ kêu 2 tháng nó nằm ở chỗ được tà tạo. Với ngón chân này. Em 2 tháng không ra khó. Với ngón chân chị. 10 ngày là đội lõn cứ lon ton đi sang bà chơi. Nhà bà có thợ xây rồi xây nhà bà đi. Có mua đi thuốc kia vào một tí. Không thuốc nó vết thương. Không. Cái này mình tháo ra được mà. Nước tháo anh phải xuống tháo không ạ? Nó tự tháo. Mình giao rằng cách thức sau thức uống và thích ăn là dạng như chỗ cái đầu ngón chân nhé. Vâng ạ, ba người dưới này được con. Cái là dạng này vòng hồi rét rồi, mấy hôm nay là đã nóng nóng rồi, nó đỡ rồi. Mai rét mày. Tối nay là rét mà đi đường rét, đi đường là tối nay là rét. Nó rét rồi, chắc ngày mai xuống mấy độ? Đây chưa mỹ độ 30 cây nhỉ? 50 cây chú bảo 54 cây đến nhà chú mà phải không? Có đến không em? Có gần Miếu Môn không? Cách Miếu Môn 7 cây ạ. Miếu Tô lên đây à? Vâng. Miếu Tô đi nhỉ? Bác ơi, không nói chuyện là dặn bệnh nhân nhá. Đó. Đau lên một tí rồi sẽ hết đau. Tìm lên vào cái băng thun này. Nhưng mà nó chặt quá thì các bác nới ra cho cháu nhá. Sao cái chân bên tay nhỉ? Vâng, có rượu vào nó hơi sót một tí. Cái này nó bằng sót tí hết rồi. Cái này nó bằng thu này nó không sợ nó có độ co giãn. Vâng. Nó sướng. Và đập mạnh. Ôi, không rồi. Nhìn hông mắt lại khóc rồi. Bác tầm một tuần bác khỏi cái này. 10 ngày bác bên rồi. Khỏi mà. Có phải đi nhà chú nó thôi. Này khỏi nếu mà gì thì phải chụp chiếu lại hay thế nào tùy theo dặn sau. Đây số điện thoại của thầy này. Này tôi dặn nó bằng thu này nó cũng không sợ nó có độ co giãn. Vâng. Nó sướng. Và đập mạnh. Ôi khôi rồi. Con bị nhìn hông quá lại khóc rồi. Bác tầm rồi. Một tuần bác khỏi cái này. 10 ngày bác bên rồi. Khỏi mà. Có phải đi nhà chú nó thôi. Này khỏi nếu mà gì thì phải chụp chiếu lại hay thế nào. Tùy theo dặn sau. Đây số điện thoại của thầy này. Chứ lúc ăn kiêng thì kiêng rượu bia nhá. Thịt chó. Đấy. Thì dặn là lương y. Kiêng thịt gà không em? Có. Bác ơi, nhà cái này. Anh ơi.